coconut tree. Oh my god, it's freaking high. Please be careful or you will. Don't walk with them, okay? D.I. Whoa. Cutting like this, really? Lấy xuống cái đống tàu dừa dưới nha các bạn. It looks scary. Whoa, 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 whoa. What? Mối, mối vô mối. Wow. Nhìn như người tuyết vậy. He look like snowman. Nhìn mặt ngoài đồng như là người tuyết vậy các bạn. Mấy mặt mặt dừa, mặt cưa dừa bám đầy người hết. Is that he use flycam? Thành công hai cây dừa có độ khó rất là cao nha các bạn. Là mình